Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ tự mọi người một chương trình góp nhận 0.1 token CPO để tham gia giá hôm nay của Lee Fully Muta để mở Telegram 14 start chatbot nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót dự án một xíu nha các bạn. Token này 0.1 token CPO này bạn, 0.1 USD. Rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Con này mình chưa biết list lần nào. Đây mình vừa chatbot vừa tìm thông tin đó các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join lên group nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Con chắc của nó này các bạn. Con này chạy dành 8EC20 các bạn. Rồi các bạn bắt up lại. Rồi các bạn theo qua thì các bạn follow và vì biết sẽ bị nét các bạn bên bot. Rồi các bạn chờ nó chuyển đến trang trader của mình nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc theo dõi nữa. Rồi các bạn theo dõi và các bạn like và tự quyết nè bạn. Con này đang trong chương trình bán hàng free sale các bạn ơi. Rồi các bạn test lại các bạn. Rồi Telegram ra các bạn bấm vào nút submit detail nè. Chương trình AirDrop này nó hỏi các bạn có join AirDrop không, các bạn kiểm tra nha. Các bạn join rồi các bạn bấm up đó nè. Bấm don. Rồi các bạn gửi lại cái đường link profile username cho mình nha các bạn. Bạn mở ra nè. Nó bây giờ một hồ sơ nha các bạn. Bờ vạch trên đầu mà bấm vào chia sẻ nè bạn. Các bạn sao chép dạo khai như tạm nha bạn. Rồi các bạn chơi đây một con bot nha bạn. Follow like và subscribe bên bot. Rồi các bạn gửi lên đường link profile seeder mình mà. Rồi các bạn chỉ ETH của mình ra, các bạn dùng giấy chúc wallet, message wallet, các bạn copy đi chia ETH của mình nha các bạn. Để gửi cho bot nha mà. Các bạn copy đi chia ETH của mình nha. Chương trình con này nó sẽ bằng bấm vào sao chép nè. Bạn gửi cho bot nha mà. Con này kết thúc vào ngày 23/12 nó sẽ phong khối nha các bạn. Còn mười mấy ngày nữa các bạn làm đó. Rồi nó hỏi các bạn có join kênh Telegram không? Một ngày gấp lại phát uy tín. Rồi các bạn bấm đăng nha bạn. Rồi bạn bấm set nha bạn. Rồi các bạn lên ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân là nhận thêm tiếp cận nha bạn. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.